TV8 xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Hôm nay Trần Lâm TV8 tiếp tục đi qua cầu Trung Dương, thì Trần Lâm TV8 lại quay cho tất cả quý vị các bạn cùng xem cầu Trung Dương ở Hà Nội như nào nhé. Mời tất cả quý vị các bạn cùng đón xem. Quý vị vào xem nhớ cho Lâm một like và đăng ký kênh chia sẻ ủng hộ cho Trần Lâm TV8 nhé. Trần Lâm TV8 xin chân thành cảm ơn. Nào mời tất cả quý vị cùng theo chân Trần Lâm TV8. Let's go. Vâng, đây là đường Nguyễn Văn Cử đi thẳng sang đó là cầu Trung Dương. Và tất cả các bạn đón xem nhé. Đây là đầu cầu Trung Dương này các bác. Đây mời các bác tham quan nhé. Đây, nhưng mà các bác đây là cầu Trung Dương. Đây cầu Trung Dương ở thành phố Hà Nội nha các bác nha. Nối liền qua sông Hồng từ Hà Nội sang Long Biên các bạn. Đây là toàn cảnh cầu Trung Dương này các bác. Xa xa kia đấy là cầu Long Biên. Còn đây là sông Hồng các bác nhá. Đấy, em đang quay đây là sông Hồng, các bác xem. Đây là cầu Trung Dương đấy. Cầu Trung Dương Hà Nội các bác nhá. Đường vừa xong. Bảo xem là thấy cầu Trung Dương đẹp thì cho em một like và đăng ký kênh nhé, chia sẻ và nhớ bình luận ở dưới video. Lâm TV8 xin chân thành cảm ơn. Đây là sông Hồng đây các bác. Đây là sông Hồng các bác nhé. Và hôm nay em quay đi qua đây để quay cho tất cả các bác xem đây là cầu Trung Dương. Đây là bãi giữa sông Hồng. Đây người ta trồng rau cỏ. Đây là toàn cảnh cầu Trung Dương nối liền từ Hà Nội sang Long Biên đi qua sông Hồng các bạn. Các bác gặp vào xem mà nhớ cho em một like và đăng ký kênh nhé. Hôm em đi làm về qua thì em quay cho tất cả các bác xem vào cầu Trung Dương Hà Nội. Đây là bãi giữa sông Hồng các bạn. Cầu Trung Dương này thì nó dài khoảng cây số thôi, hơn cây. Tới đây là đến vòng chuyến này là gần hết cầu Trung Dương các bạn. Để quay đứng đây quay cho các bác xem một quãng đường đấy. Đây là hết là cầu Trung Dương. Đây là đường Lê Nguyên Khoái, đường Trần Nhật Duật. Kia như là đầu cầu Trung Dương này đi vào đây là vòng chuyến cầu Trung Dương các bác nhé.
Rồi tới đây là tới đoạn thế này là hết hết cầu Trương Dương các bác nhé. Đấy, trong nhau quay cho tất cả các bác xem đường từ Đức Gia Lâm đến Long Biên sang Hà Nội. Các bác vào xem nhớ cho em một like và đăng ký kênh nhé, chia sẻ ủng hộ kênh cho em. Các bạn kết thúc video đây, hẹn gặp lại tất cả quý vị vào video tiếp nha. Quý vị xem kênh nhớ cho em một like và đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ kênh cho em và nhớ bình luận ở dưới video nha. Nhật Lâm TV8 xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn nha. Xin chào.